Hằng xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Hằng nha. Thì hôm nay đi siêu thị mua được hai cái khay cá mà họ lột da sẵn thế này. Thì hôm nay Hằng sẽ nấu món mà cá lăn bột chiên, xong rồi Hằng sẽ rưới cái nước sốt teriyaki lên cho bé ăn nha mọi người nha. Với lại Hằng có mua một ít tôm nè, tôm này cũng được giảm giá. Với lại một ít cải ngọt. Thì Hằng sẽ nấu canh tôm cải ngọt nha mọi người nha. Rồi, mời mọi người cùng vào bếp nấu với Hằng nha. Như mọi khi thì rau cải Hằng sẽ ngâm với nước muối tầm 10 phút rồi đi rửa lại nha mọi người. Tôm á, thì Hằng cũng luộc vỏ rồi xong cắt bỏ chỉ đen nha mọi người nha. Rồi tôm Hằng rửa sạch sẽ rồi nha mọi người nha. Thì bây giờ Hằng sẽ cắt nhỏ ra nè, để cho bé nha, Hằng nó ăn cho nó dễ mọi người. Hoặc là mọi người băm ra cũng được. Băm càng nhỏ thì nước canh của mình nó sẽ ngọt ấy. Thì Hằng sẽ băm một ít ha hành tỏi để mình ướp vào tôm nha mọi người nha. Mình sẽ ướp vào trong tôm một ít muối nha mọi người và một ít tiêu xay. Cá này tên tiếng Việt là gì Hằng cũng không rõ nữa mọi người, nhưng mà cái cá này có nhiều nước lắm nên là lúc mà rửa xong ấy thì Hằng sẽ thấm lại, Hằng sẽ thấm nước lại qua cái giấy này nha mọi người nha. Nếu không là mình chiên nó sẽ ra nước nhiều. Với lại là cái cá này mình lăn bột ấy, mình sẽ lăn bằng bột khoai tây ấy. Mục đích là để cho nó giữ lại nước ở trong, nước ngọt ở trong cá nha mọi người thì nó sẽ ngon hơn. Hồi xưa Hằng không biết, Hằng mới qua Nhật Hằng không biết, về thấy cá Hằng mua về Hằng chiên giống như bình thường đó mọi người, rồi nó ra nước quá trời luôn. Cái sau này cái Hằng hay coi mấy cái video mà của người Nhật ấy, người ta nấu thế nào mình bắt chước, thì khi mà họ nấu họ cũng có giải thích là vì sao phải thấm bột đó mọi người. Đó là Hằng mới biết là thì ra là vậy, thì ra khi thấm bột là nước trong cá nó sẽ không có ra ngoài, là cá mình sẽ nó ngọt thịt. Rồi giờ Hằng sẽ cắt cá thành các miếng vừa ăn nha mọi người nha. Thì nhà Hằng có con nhỏ nên cái gì Hằng cũng cắt nhỏ ra hết. Vì Hằng cắt nhỏ quá, chồng Hằng kêu sao cắt nhỏ quá vậy sao ăn. Cá này ta lóc da lóc xương cho mình hết rồi. Đây, để vài miếng to cho ba con bé ăn nó dễ. Cái miếng nào cũng cắt nhỏ ăn không được, ăn anh thấy nhỏ quá mất công anh gấp. Rồi giờ Hằng sẽ ướp vào cá một ít muối nè, vừa phải thôi nha mọi người, có mặn đó. Lại một ít tiêu. Hằng cũng trộn đều lên. Xong rồi Hằng sẽ ướp tầm 15 phút nha. Rồi Hằng sẽ băm một ít tỏi để tí nữa Hằng làm cái sốt á, cái nước sốt để Hằng rưới lên cá mọi người. Giờ rau cải Hằng rửa sạch rồi thì cũng cắt nhỏ ra luôn nha. Giờ Hằng chuẩn bị
vị xào tôm để mà nấu canh nha mọi người. Mình cho vào một ít dầu nè. Như vậy rồi thì mình sẽ cho nước vào nha, và ninh bằng lửa nhỏ khoảng 30 phút để cho cái nước ngọt của tôm nó ra ấy. Giờ mình sẽ cho bột khoai tây vào đây mình trộn để mình đem đi chiên nha mọi người nha. Mình cho dầu vào chảo nha, không cần cho nhiều đâu mọi người. Và như thế này rồi thì mình sẽ vớt ra nha mọi người. Mình sẽ đi chuẩn bị sốt teriyaki nha. Thì mình cho vào chảo một ít dầu nè. Rồi mình cho tỏi lúc nãy cắt nhỏ vào. Rồi xào cho đến khi tỏi vàng thế này thì mình cho nhỏ lửa. Và cho vào đây một muỗng cà phê đường, một muỗng canh rượu nấu ăn, một muỗng canh mi biên và hai muỗng canh nước tương hay là thì Hằng nấu quen rồi thì Hằng không cần đông được, nhưng mà Hằng nói để cho mọi người có cái lượng để mọi người canh chừng nha. Rồi Hằng sẽ khuấy cho canh đường và đến lửa nhỏ, sau đó là sẽ khuấy lên cho đến khi mà cái nước nó sệt sệt lại như thế này là được nha mọi người. Mình nước tăm cũng sôi rồi nên cho Hằng cho lên rau vào luôn và nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn nha mọi người nha. Và đây là bữa cơm tối của hai mẹ con Hằng nha. Đấy, nhìn cái cá này như giống như tóp mỡ mọi người. Sôi da nhai rột 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 bên cạnh luôn. Ngon lành rồi đó. Rồi, Hằng xin chào tất cả mọi người nha. Thì mời mọi người ăn cơm tối cùng với hai mẹ con Hằng nha. Đấy, xin ai hả? Làm sao mà xin ái? Dạ chấm cái này ăn không? Dạ chấm cái này nè. Đây. Đây nè. Mẹ chấm này bỏ vào trong cái chén này cho con đi nha. Đây. Con ăn mấy cái miếng nhỏ nhỏ thôi. Miếng to quá. Ăn mặt cổ đó. Ròn rụm luôn rồi. Biết mọi người có nghe không? Không à. Không chấm vào đây hả? Nên thôi mẹ lấy đây. Con thích ăn không vậy hả? Không thích chấm hả? Làm sao cái này á. À bỏ đây. Chấm xong rồi bỏ vô đây mới chịu. Hả? Không cho mẹ ăn hả? Trời ơi. Không cho mẹ ăn canh chút.
Ngon quá. Hôm nay trời lạnh. Đã lạnh còn gió nữa mà. Lạnh buốt luôn, tê tái luôn. Cắn 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 là con. Cắn ra coi nè. Trời, bỏ nguyên một miếng bự vô luôn vậy á. Hôm nay là ngày thứ hai em sử dụng cái mic này để ăn thu âm về cái hôm mà nó bị quản mọi người, hôm nó bị quản mình coi lại video thì nhiều cái nhiều chỗ nó cũng ngạt ngạt sao mọi người, do chắc là do hàng chưa có biết cách dùng á hay sao mà nó ngạt ngạt vậy, nên là hôm nay hàng đang đang mở cái thằng hôm nay thằng không có cài cái nút bông nữa vô để coi âm thanh nó như thế nào nhiều khi âm thanh bây giờ vẫn chưa có được tốt lắm nhưng mọi người thông cảm nha. Thích ăn không nhưng không thích chấm nước chấm ngon. Trời. Ngon quá. Ngon quá. Nước chấm muối sao đã. Anh đang canh không? Anh xin cả nhé. Ngon. Ngon. Sữa hả? Không phải. Đóng lại. Đóng lại con, để con ấn vô đây nè, ấn vô đó. Ta ta cái à chị cả nhé. À chị bà chị à chị cả nhé, phu phu chị nhé. À chị cái chứ phu sợ phu phu chị sợ sợ đó 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 con đó con. Ấm. Ngon quá. Súp này nấu ngon quá. Em ăn khí thế luôn. Không biết chấm vô cái nước sốt nữa. Dừng đổ nè. Đấy. Cái này. Đây nè, con mở vô đây. Sao. Mẹ mang nguyên miếng toàn đùng luôn á. Có to quá không? Ai bị con gặm hết vậy? To quá hả? Nãy cắt mấy miếng nhỏ rồi mà em không lựa mấy miếng nhỏ mà em toàn lựa mấy miếng to không vậy đó. Đỡ hả con? Đỡ hả? Sợ mất cổ không vậy? Ăn được ghê. Nãy chắc ăn được chục miếng nè. Nãy. Nãy. Ăn giỏi quá. Sao ra mà ăn giỏi quá.
Hôm nay mẹ ăn xong trước soda. Mấy bữa là soda toàn soda ăn trước mẹ. Đấy. Đấy, làm sao? À, ăn xong chưa? Ăn nữa không? No rồi ạ. Bye bye mọi người đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Hằng nha. Nếu như mà thích video hãy cho Hằng một nút like. Và nếu thích kênh của Hằng thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo nha. Rồi tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Thầy ra bye bye đi chứ ai biểu ra. Đúng rồi, bye bye. Giỏi quá.